Kiến trúc Ikanji xin kính chào quý chị và các bạn. Hôm nay em đã có mặt tại khu vực Thạch Thất, Hà Nội để giới thiệu đến mọi người một công trình mà không còn là nhà ở nữa, mà là công trình xây dựng khu resort nghỉ dưỡng mà bên em đã xây dựng cách đây 5 năm. Thì hôm nay rất là tình cờ có dịp về thăm công trình, quay video để gửi tới mọi người những hình ảnh của công trình sau 5 năm. Thì công trình sẽ như thế nào? Mời mọi người cùng em vào tìm hiểu nhé. Để đi vào công trình thì chúng ta đi qua một cái khu vực cổng tường rào được xây dựng bằng đá suối như thế này. Rất phù hợp cho những công trình nghỉ dưỡng hòa mình với thiên nhiên. Tất cả vật liệu trong công trình thì đều được chọn lựa và sử dụng những loại vật liệu làm sao gần gũi với tự nhiên nhất. Để xây dựng được cái tường rào bằng đá suối như thế này thì cần phải thợ có tay nghề rất là cao và tỉ mỉ để chọn những viên đá có bề mặt phẳng và xếp lên nhau để làm sao không bị đổ trong quá trình xây dựng. Sau đây mời mọi người cùng em đi vào trong công trình xem công trình của chúng ta có những gì. Ngay khi bước vào trong, em đã cảm nhận được rõ nét không khí, không gian rất là trong lành. Không biết mọi người có cảm nhận thấy không, chứ em thấy cái màu sắc của những cái lá cây này rất là khác so với cái cây ở khu vực thành phố. Nhìn có cảm giác màu xanh nó có sức sống hơn, nhìn nó tươi mát hơn. Khả năng là do không khí ở đây nó trong lành, thế nên là những cái màu sắc của cây cây này nó mới được tươi như vậy. Phần sảnh chính thì được thiết kế theo dạng nhà chòi, bên trên thì lợp mái guột, bên dưới và sân vườn thì chúng ta đều được lát những đá tự nhiên, tạo cảm giác gần gũi với tự nhiên và nó mát hơn. Bước vào khu vực sinh hoạt chính là khu vực phòng khách, phòng bếp. Toàn bộ khu vực này là không gian sinh hoạt chung của khách. Có một chiếc tivi lớn ở đây, bên cạnh thì là khu vực bếp và có một chiếc bàn rất là rộng dành cho 12 người. Tại sao lại dùng bàn 12 người? Vì khu resort này chúng ta có 6 phòng ngủ dành cho 6 hộ gia đình, thế nên là chiếc bàn ăn này được thiết kế để phù hợp với 12 người ngồi. Toàn bộ phần trần và phần cột thì đều được bọc gỗ để kết hợp với phần mái guột của chúng ta, nhìn nó hài hòa hơn, gần gũi với thiên nhiên hơn. Cái phần mái guột này cũng giúp cho công trình mát hơn rất là nhiều. Bên ngoài này chỉ chúng ta có một khu vực tiểu cảnh, phần hồ nước nhỏ để kết nối 6 phòng ngủ lại với nhau. Bên này thì chúng ta có 3 phòng ngủ và bên đối diện thì cũng có 3 phòng ngủ được bố trí theo hình tròn và được quay xung quanh bởi khu vực tiểu cảnh sân vườn này, tạo cảm giác gần gũi tự nhiên hơn, làm nó tươi mát không gian hơn. Lối đi xung quanh khu vực này thì cũng được lát bằng đá tự nhiên. Cái màu sắc của đá thì giúp chúng ta tạo cảm giác mát mẻ hơn rất là nhiều. Và sau đây thì mời mọi người cùng em vào tham quan một căn hộ. Đây căn hộ bên này. Một phòng này thì được bố trí gồm một cái giường ngủ, một khu vực vệ sinh khép kín. Và tất cả 6 cái phòng ngủ này thì đều được bố trí để làm sao tiếp xúc với không gian tự nhiên một cách nhiều nhất có thể. Khi chúng ta sử dụng thì chúng ta có thể mở hệ cửa ra để tận hưởng cái không gian bên ngoài này. Và khu vực resort này thì cũng rất xa khu vực trung tâm thành phố, thế nên là không khí nó rất là trong lành và tươi mát. Và tất cả các phòng thì đều có một vệ sinh riêng để chúng ta riêng tư hơn cho cái việc sinh hoạt. Và phòng tắm thì cũng được mở một hệ cửa rất là lớn nhìn ra bên ngoài như này. Và có một hệ rèm ở đây, khi chúng ta muốn riêng tư hơn thì chúng ta có thể kéo cái rèm này xuống. Bên ngoài thì chúng ta có một hệ cửa cánh tủ trượt lớn như này, gồm 2 cánh. Và khi sử dụng thì chúng ta có thể kéo ra để chăn gối cũng như là quần áo vali. Thì tất cả 6 phòng thì đều được bố trí theo một cái bố trí như thế này. Nó vừa đủ thôi để chúng ta có thể nghỉ ngơi tại đây. Và sinh hoạt thì chúng ta sẽ ra phòng khách và khu vực phòng bếp này thì chúng ta có thể lấu lướng quây quần để tổ chức những bữa tiệc cho gia đình. Và một điều đặc biệt nữa không thể thiếu được của khu vực khu nghỉ dưỡng thì đó là khu vực bể bơi này. Rất là rộng lớn, không gian tầm nhìn rất là thoáng, xung quanh thì đều là khu vực cây xanh sân vườn, tạo cảm giác nó gần gũi, tươi mát, không khí trong lành hơn. Mọi người cứ thử tưởng tượng khi chúng ta tắm ở dưới bể bơi này, rất là mát và nhìn không gian xung quanh toàn bộ là cây xanh cũng như là không khí rất là trong lành, tươi mát, thì toàn bộ những cái mệt mỏi, những cái lo âu muộn phiền trong những cái ngày tháng chúng ta làm việc thì đều được xua tan hết. Và phần bể bơi này, phần thành bể và phần đáy bể thì đều được lát bằng những viên đá tự nhiên có cái bề mặt không được nhẵn để nó chống trơn chống trượt khi chúng ta tắm dưới này, sinh hoạt dưới này. Và thành bể thì chúng ta cũng phải đổ vách bê tông để thứ nhất là chống thấm, thứ hai là áp lực do nước tạo ra để giúp cái bể chúng ta nó an toàn hơn và bền hơn. Và mọi người lưu ý là cái phần đèn này nhé, nếu chúng ta có làm đèn ở dưới nước như thế này thì chúng ta phải chọn những cái loại đèn có chất lượng rất là tốt, phải được kiểm định, phải có giấy chứng nhận để chúng ta lắp đặt để trong quá trình sử dụng nó mới an toàn được, không gây ảnh hưởng đến tính mạng con người. Tổng diện tích của khu vực resort này tất cả là 3.200 m², và cái phần xây dựng của chúng ta thì chỉ có 320 m² thôi, thế nên là cái phần cây xanh được trồng rất là nhiều.
giúp cho cái không gian nó trong lành, nó mát mẻ hơn. Bên cạnh bể bơi thì chúng ta có một phòng xông hơi để giúp chúng ta thư giãn. Và cái phòng xông hơi này thì được thiết kế ngay cạnh bể bơi. Bên cạnh thì cũng có một phòng vệ sinh riêng khi chúng ta sử dụng ngoài này thì thuận tiện hơn. Và sau đây em cũng xin được kết thúc video của em tại đây. Nếu mọi người cảm thấy video của em hay, hữu ích thì xin hãy để lại một nút like, một nút share cũng như bình luận. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ em có nhiều động lực hơn nữa để quay những video chia sẻ đến mọi người những công trình mà bên em đã thi công. Vâng, em xin cảm ơn ạ.